chào tất cả các bạn, mình là Thảo Anh đến từ phòng dịch vụ tư vấn công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau về chủ đề Tại sao bạn đầu tư không thành công? Có bao giờ bạn nhận lương đầu tháng mà giữa tháng đã hết tiền? Có bao giờ bạn suy nghĩ đi làm một năm rồi mà nhìn lại không giữ được đồng nào? Có bao giờ bạn nghe lời bạn bè, người thân rủ đi đầu tư mà sau cùng lại là mất tiền? Và có bao giờ bạn tự hỏi tại sao người khác đầu tư thành công mà mình thì không chưa? Để trả lời những câu hỏi trên, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những nguyên nhân chính dẫn đến việc đầu tư không được như kỳ vọng, cũng như các giải pháp để giúp hành trình đầu tư được thảnh thơi và hiệu quả hơn bạn nhé! Lý do đầu tiên là không hiểu bản thân. Bạn đã bao giờ tự hỏi chính mình xem bản thân đã chuẩn bị được những gì để đầu tư hay chưa? Không biết bản thân cần bổ sung những kiến thức gì, tích lũy kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro đến đâu? Nếu chúng ta không hiểu vị thế tài chính của bản thân sẽ gây ra những tổn thất rất lớn ở trong đầu tư. Do đó, việc tìm hiểu về những điều kiện và nguồn lực của bản thân ngay từ đầu rất là quan trọng. Chúng ta cần xem xét qua tình trạng tài chính của bản thân cũng như điều kiện về kiến thức, thời gian, tính cách tức là ưa an toàn hay là mạo hiểm, các nguồn lực và công cụ hỗ trợ khác, và khi đã xác định được vị thế của bản thân thì lúc đó bạn sẽ biết cách để đầu tư như thế nào. Lý do thứ hai đó là không có mục tiêu đầu tư hoặc đặt ra mục tiêu quá cao, quá thấp. Việc đặt mục tiêu rất quan trọng trong việc đầu tư tài chính. Khi chúng ta không có mục tiêu rõ ràng và cụ thể thì sẽ rất dễ mất phương hướng trong quá trình đầu tư. Ngoài ra, việc đặt mục tiêu quá cao cũng sẽ khiến chúng ta bị nản chí, hoặc nếu quá thấp thì sẽ gây nhàm chán, mất cơ hội đầu tư gia tăng tài sản. Vì vậy, bạn nên đặt những mục tiêu và cụ thể hóa những mục tiêu đó sao cho phù hợp với năng lực đầu tư của mình. Lý do thứ ba, thiếu kế hoạch. Có một câu nói rất hay mà tôi đã từng được nghe đó là: nếu bạn thất bại trong việc lập kế hoạch thì đồng nghĩa với việc bạn đang lên kế hoạch cho sự thất bại của mình. Câu nói trên đã phần nào thể hiện được sự quan trọng trong việc lên kế hoạch không chỉ đầu tư tài chính mà còn trong cuộc sống ngày nay. Đây cũng chính là một trong các điều kiện cần thiết để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra của bản thân. Một kế hoạch được đưa ra sẽ cần đáp ứng đủ 5 yếu tố SMART, đó là cụ thể, có thể đo lường được, có tính khả thi, liên quan đến mục tiêu đề ra và cuối cùng là có thời gian thực hiện. Lý do thứ tư, thiếu kỷ luật. Một kế hoạch dù có hoàn hảo đến mấy cũng không thể thành công nếu như bạn không có ý thức thực hiện hoặc chỉ thực hiện nửa vời. Vậy nên việc đưa ra kế hoạch cụ thể và đưa bản thân vào kỷ luật sẽ giúp bạn đi đúng hướng, đạt được mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra ngay từ đầu. Lý do thứ năm, lựa chọn sai tài sản đầu tư. Chọn sai loại tài sản hoặc phân bổ đầu tư không phù hợp với mục tiêu tài chính cũng như khả năng chấp nhận rủi ro của bạn sẽ dẫn đến kết quả không như mong đợi. Mỗi người sẽ có năng lực đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro khác nhau. Vậy nên, bạn lựa chọn sản phẩm đầu tư phù hợp với năng lực cũng như nhu cầu cũng rất là quan trọng. Bạn nên cân nhắc và lựa chọn thật kỹ để tìm ra kênh đầu tư phù hợp với mình. Nếu cần thiết, bạn nên lựa chọn cho mình một chuyên gia tài chính có năng lực chuyên môn để cùng bạn thảo luận và tư vấn cho bạn những giải pháp tài chính phù hợp. Lý do thứ 6, tâm lý, cảm xúc và những bài học. Tâm lý và cảm xúc có thể ảnh hưởng lớn tới quyết định của mình. Sợ hãi, tham lam hoặc thất vọng sẽ khiến bạn đưa ra những quyết định không hợp lý, thậm chí đánh mất cả sự tự tin và kiên nhẫn trong quá trình đầu tư. Khi tham gia đầu tư, chúng ta cần chuẩn bị sẵn tâm lý tốt để đối mặt với những biến động tài sản và sẵn sàng chấp nhận kết quả nếu như không mong đợi. Từ những sai lầm mà chúng ta mắc phải sẽ giúp chúng ta có những kinh nghiệm và bài học để đầu tư tốt hơn trong tương lai. Lý do thứ 7 là không quản lý tài chính cá nhân đúng cách. Việc quản lý tài chính cá nhân là bước quan trọng để có đủ vốn đầu tư. Nếu bạn không cân đối được tiết kiệm và chi tiêu, nhiều đó có thể khiến bạn không có đủ tiền hoặc phải tốn nhiều thời gian để tích lũy đủ vốn. Đầu tư là để gia tăng thịnh vượng, vậy nên sẽ rất tuyệt nếu như bạn có một sức khỏe tài chính lành mạnh, bền vững với đa dạng các kênh tài sản đầu tư, theo thứ tự ưu tiên theo nhu cầu và sự cần thiết. Và cuối cùng, nâng cao kiến thức của bản thân. Như các bạn thấy, việc đầu tư tốt nhất mà không bao giờ lỗ đó chính là việc đầu tư vào tri thức cho chính mình. Điều đó sẽ giúp bạn xây dựng được thương hiệu cá nhân và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Việc không ngừng học hỏi, không ngừng cố gắng để nâng cao giá trị của bản thân chính là kênh đầu tư tốt nhất và mang lại giá trị cao nhất. Trên đây là những lý do dẫn đến việc thất bại trong quá trình đầu tư, đi kèm với đó là cách khắc phục để có thể xây dựng được con đường tài chính cá nhân cho riêng mình. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn phần nào cách nắm được nguyên nhân và chúng ta có thể cải thiện dần và xây dựng con đường đầu tư tốt hơn.